Bây giờ chúng tôi hướng dẫn cho các bạn cách thức để các bạn có thể vào cái số dư đầu kỳ của kế toán. Ở đây chúng ta lưu ý là trong các cái trường hợp như là cái số dư đầu kỳ của một cái công ty mà nó có đa chi nhánh hoặc là chỉ có văn phòng công ty, thì chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ vào cái phần khai báo số dư ban đầu. Ở đây chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn trước tiên là cái phần vào số dư tài khoản và công nợ. Ở đây số dư tài khoản thì các bạn vào mục tài khoản, các bạn có thể nhìn thấy là chúng ta vào đã được vào sẵn những cái tài khoản rồi, thì chúng ta để có thể vào từ đầu chúng ta có thể thử bằng cách là chúng ta xóa số liệu đi. Ví dụ ở đây bây giờ tôi thêm mới các cái tài khoản có số dư đầu kỳ. Và các bạn lưu ý là ở chỗ này chúng ta chỉ vào cho các cái tài khoản không phải là tài khoản công nợ, tức là tài khoản không theo dõi theo khách hàng hay là đối tượng công nợ nhà cung cấp, hoặc là như tài khoản 141 thì theo dõi cho nhân viên. Thế ở đây chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ chọn chi nhánh, thì ở đây chúng ta mở sẵn là hai cái chi nhánh, thì chúng ta thấy là cái tài khoản đầu tiên là chúng ta sẽ nhập cái tài khoản 111. Ở đây ví dụ ở đây là 80 triệu. Thế thì sau đấy sang cái dòng tiếp theo ấy thì chúng ta có thể vào cho tài khoản 112. Ví dụ ở đây là tài khoản 112, thì trong cái tài khoản 112 thì các bạn lưu ý là riêng cái tài khoản ngân hàng thì các bạn lại phải vào cái tài khoản ngân hàng cụ thể. Ở đây ví dụ tôi vào cái tài khoản đầu tiên là ngân hàng Vietcombank. Ở đây số dư của tài khoản ngân hàng Vietcombank là 10 triệu. Chúng ta tiếp tục thêm cái dòng mới sau là cũng của văn phòng công ty vào cái tài khoản 112. Thế thì các bạn ở đây là cái 112 và các bạn chọn cái tài khoản thứ hai là của ngân hàng VPBank. Ở đây chúng ta cho vào tiếp ví dụ như là 5 triệu. Sau khi vào xong thì chúng ta lưu số liệu lại để chương trình sẽ lưu dữ liệu thành công để chúng ta có thể mở lại để có thể xem lại cái số liệu mình đã vào. Ở đây các bạn có thể thấy là ở đây chúng ta vào cái tài khoản 112 và 112 thì có hai tài khoản ngân hàng. Bạn cũng lưu ý là trong các cái trường hợp như đối với cái tài khoản 154 cho doanh nghiệp kinh doanh trên lắp ấy, thì các bạn có thể thấy là ở đây chúng ta tiếp tục thêm vào cái mục là 154, nhưng mà 154 của các bạn ở đây là 154 phải cụ thể cho là công trình nào. Ví dụ ở đây là 5 triệu và cái dở dang của một cái công trình là ví dụ ở đây là công trình quốc lộ 1. Thế là các bạn nhìn thấy là sau này khi các bạn lên cái bảng tập hợp chi phí giá thành công trình ấy, thì cái số dư đầu kỳ chính là cái số dư của các cái tài khoản 154 này và theo theo từng cái đối tượng tập hợp chi phí riêng. Chúng ta lần lượt vào cho các cái tài khoản khác nhau, không phải là tài khoản công nợ. Sau đây chúng ta lưu lại. Thì các bạn lưu ý là tránh cái trường hợp nhập nhầm bên nợ sang bên có, thì có thể số liệu kế toán nó sẽ không cân, các bạn mất công rà soát lại, nên là khi nhập các bạn cố gắng nhập chính xác. Chúng ta chọn nút lưu để lưu dữ liệu. Sau đây chúng ta sẽ vào cái phần khai báo cái số dư đầu kỳ đối với tài khoản công nợ. Các bạn lưu ý là trong cái tài khoản công nợ chúng ta rất là phải cụ thể cho từng cái đối tượng công nợ một. Ở đây các bạn có thể vào công nợ cho các cái tài khoản công nợ, ví dụ như ở đây chúng ta vào cho tài khoản 131. Ở đây chúng ta đã vào rất nhiều các cái đối tượng, nó tự động nó list lên đây cho các bạn. Khi các bạn lưu số liệu thì chương trình sẽ tự động lưu số liệu lại cho bạn, và các bạn nhìn thấy ở đây là các cái đối tượng. Nếu như chúng ta để mặc nhiên là đối tượng khách hàng, khi chúng ta khai báo khách hàng là cả nhà cung cấp và khách hàng thì nó hiện lên đây hết. Nhưng khi chúng ta chọn 131 mà là chúng ta đánh dấu cái đối tượng khách hàng là khách hàng, thì chương trình chỉ hiện lên là cái phần của khách hàng. Ở đây ví dụ chúng tôi khai báo thêm là ở đây chúng ta chỉ cần đánh vào cái ô dư nợ hay dư có ở tài khoản này. Thường thì cái tài khoản 131 thì thường dư nợ, có những cái trường hợp người ta đặt cọc tiền tiền trước thì vẫn có thể là dư có. Hay chúng ta chọn lưu số liệu. Các bạn có thể nhìn thấy là sau khi lưu thì chương trình sẽ bỏ hết những cái đối tượng mà nó không có số liệu, chỉ để lại những cái đối tượng có số liệu để chúng ta có thể dễ nhìn. Lần lượt sau đó chúng ta có thể vào chọn cái tài khoản khác để chúng ta vào tiếp cái đối tượng công nợ, ví dụ như là 331. Ở đây chúng ta cũng đã có sẵn là các cái đối tượng ở đây rồi, chúng ta chỉ cần đánh vào cái số dư của tài khoản này, ví dụ ở đây là 5 triệu đối với tài khoản 331 và của cái đối tượng này, chúng ta chọn lưu số liệu.
Như vậy là chúng tôi đã hướng dẫn cho các bạn xong cái phần vào số dư tài khoản và số dư công nợ đầu kỳ.